phần này chúng ta đi sang hai cái thuộc tính. Thuộc tính nhất là thuộc tính về con trỏ chuột. Tên tiếng Anh của nó là cursor. Cursor này nó khi ta kích vào cái thuộc tính cursor thì nó hiện thị ra một cái dòng để giải thích cho cái thuộc tính đó. Là the cursor that appear when the pointer move over the console. Thì the cursor này là cái con trỏ chuột. That appear là nó sẽ xuất hiện. Con trỏ này xuất hiện khi mà cái pointer là cái ta về con chuột, cái này là cái pointer này. Nó move over, thế mà nó di chuyển lên phía trên move over cái con trâu, tức là cái đối tượng của chúng ta, cái đối tượng điều khiển của chúng ta. Thì bình thường nó có các cái thuộc tính, ví dụ là default, default là nó như thế này, này là bình thường này. Đây. Còn nếu như mà ta muốn nó theo cái hình dạng khác, ví dụ như là cái kiểu cursor theo kiểu này này. Đấy. Thì khi đó ta di chuyển chuột á, lên trên đối tượng đó, thì nó sẽ xuất hiện một cái hình giống như này này. Ví dụ bây giờ ta chọn cái trường hợp này và áp dụng cho cái form 1 nhé. Cái form 1. Tất cả cái form này thì khi ta di chuyển chuột lên cái form này thì nó sẽ cái con chuột nó sẽ ra cái hình này. Ta chạy chương trình này. Đây là cái form 1 của chúng ta này. Bây giờ ta đây trong cái vụ diện tích của form á, ta để chuột ngoài này thì nó có hình dạng này. Khi ta đưa vào trong thì nó lại có thêm một cái dấu, dấu cái quay tròn tròn nữa. Đấy. Đưa ra thì nó mật này. Ngoài nó mật này. Đưa vào thì nó có. Đúng không? Bởi vì ta đã chọn cái thuộc tính cái thuộc tính cursor cho cái form 1 này theo cái kiểu này. Bây giờ ta chọn sang thuộc tính này đi. Thuộc tính mà nó hiện cái dấu nâu ở đây này. Đưa vào trong form này nó xuất hiện một cái hình như này. Đấy, cái này là hình con trỏ chuột đấy. Đưa ra ngoài thì nó ra hình này, đúng không? Hình như thuộc tính cursor mà ta lựa chọn cho cái form 1 này. Thì cursor này mình chọn cho cả form cũng được, mà chọn cho cả cái đối tượng nhỏ trong, ví dụ mình chọn cho mỗi cái này thôi. Đấy. Thì mình kích vào cái này thì nó ra cái thuộc tính, cái bảng thuộc tính của label one này. Đấy, mình tìm cái cursor của nó. Rồi mình chọn nó sang cái thuộc tính này đi, đúng không? Còn cái form thì mình đổi sang cái thuộc tính default. Rất nhiều thuộc tính. Default đây, default đây. Đấy. Cái này thì nó mình chọn nó là cái này, còn cái ô mật khẩu thì mình chọn cái cursor nó khác đi, nó ra cái này, còn chọn cho cái ô này thì cursor nó lại theo cái dạng nó là iBeam. Đó. Đó, cho iBeam đi. Còn ô này á thì nó để iBeam, thì thông thường nó để mặc định iBeam. Mình sẽ chọn sang cái ô này đi. Còn cái này này cho ô đăng nhập á thì mình chọn sang cái bàn tay đi. Bây giờ mình chạy. Đây. Form để
mình để lại default này, nó bình thường này, nhưng ô đăng nhập đây ra cái này, mật khẩu thì là cái khác, mật khẩu mình cũng chọn cái này luôn rồi. Sang cái này nó cái quay, cái quay. Đấy. Sang cái này có cái dấu iBeam này, cái quay. Cái này là hình bàn tay này, đúng không? Đây chính là cái thuộc tính cursor. Bây giờ sang cái thuộc tính thứ hai là thuộc tính nhá, enable. Thì enable có nghĩa là cho phép. Cho phép. Khi mình chọn enable cho một cái đối tượng ở đây thì có nghĩa là mình cho phép nó hoạt động. Còn nếu mình không muốn cho phép thì mình sẽ điều chỉnh thuộc tính này. Đấy. Nếu mà true tức là cho phép, còn false là không. Đấy. Này là không này. Này là có này. Thì bây giờ mình chọn sang false đi. False đi. False cho cả cái cho mỗi cái button một này thôi. Button một này. Cái này nó có này, nhưng riêng cái thằng này nó không có này. Nó bị mờ đi. Bây giờ mình cho nó true cho cái button một đi, nhưng mà cái form một này này. Mình để cho nó full đi. Mình chạy chương trình đây, mở hết đi, nó mở hết. Nó không có tương tác gì được nữa. Cả cái form này nó không có xài được nữa. Chỉ có mỗi ba cái này là mình dùng được thôi, còn lại nó bị mở hết đấy, không có kích vào được. Thì ở phía dưới nó có một cái dòng để giải thích ấy, là indicate where the console enable. Indicate là sự biểu thị. Đấy, biểu thị. Chỉ thị. Còn where giờ là cái việc có hay là không, tức là cái việc nó sẽ chỉ thị cái việc là cái control này nó có được cho phép, control enable là sự cho phép mà. Control có được cho phép hay là không được cho phép. Đấy. Nếu mình chọn true á, thì nó là cho phép. Còn nếu mình chọn false á, thì nó là không cho phép. Thì cái này mình có thể chọn cho cả một cái form. Tức là cho phép cả một cái form hoặc không cho phép cả một cái form. Đấy. Nhưng mà cũng có thể là mình cho cái form nhưng mà cho phép cái form nhưng mà bên trong đó thì có một số cái control á. Tức là số cái đối tượng nhỏ này. Nên là mình không cho phép nó. Ví dụ mình cho phép cái form này, nhưng mà cái ô đăng nhập này mình lại không cho phép. Thì mình chọn cái chỗ, mình kích vào cái chỗ, tên đăng nhập. Ở trên này nó có cái nhãn là label one này. Mình chọn là không cho phép nó. Đấy, cái này mình không cho phép luôn. Thì nó sẽ checkbox one này. Mình cũng chọn là không cho phép. Bây giờ trả lại cho nó cho phép đi. Bây giờ sang một thuộc tính nữa là thuộc tính phone. Phone tức là cái cỡ chữ của cả cái phần này. Ví dụ đây là phone là thuộc tính phone của cái đối tượng là form 1. Tất cả form 1 này sẽ chịu cái phone này. Thì mình kích vào đây. Thì thuộc tính phone này á, nó sẽ có một là cái phone chữ. Tức là mình gọi là cái phông á, phông, phông chữ của nó. Thì nó là phông chữ gì? Đấy, mình sẽ lựa chọn ở bên này. Đấy, tham mưu mình. Hai là cái style của nó. Đấy, phone style tức là cái kiểu chữ của nó. Thì mình có thể kiểu bình thường, kiểu in nghiêng, kiểu đậm, đúng không? Đậm in nghiêng. Và ba là cái size, tức là cái kích thước ấy, nó to hay nó nhỏ. Đấy, mình chọn to hơn, ví dụ mình chọn cái này đi, 48 đi.
thì nó sẽ thay đổi to hơn hẳn, đúng không? Đó. Tất cả khi mình chọn được tính phone là bao nhiêu thì cái, toàn bộ nó sẽ bị áp theo cái đó. Đấy, cái chữ tất cả mọi thứ trong này là bị ảnh hưởng theo. Đấy, không trừ cái nào hết. Mình chọn nó lại nhỏ nhỏ hơn chút. 26 đi. À không, mình đang chọn nhầm. Kích vào cái này mình chọn đi. À, thì nó nhỏ lại đúng không? Thứ ba là mình có thể có một cái đường này. Đó, đường ngang này. Mình chọn nó. Có các cái đường đường ngang này. Đúng không? Đấy. Hoặc là đường underline. Stretch out là nó nằm ngang đúng không? Còn underline là nó sẽ nằm ở giữa. Đây nó cách giữa này. Thì đây là cái thuộc tính phone. Thì cái phone này chúng ta nó có cái lưu ý này, nó lại cho mình chọn cái thuộc tính mà ở cái form ấy, thì những đối tượng ở bên trong nó bị ảnh hưởng, nó gọi là tính kế thừa. Kế thừa đấy. Tức là các cái cỡ chữ trong này nó sẽ bị thay đổi theo hết đấy, gọi là tính kế thừa. Thì cái dòng giải thích cho cái phone này này nó là the phone used to display tag in the control, nghĩa là phone này được used to là được sử dụng để mà display là sự hiển thị ra đấy. Display là hiển thị ra. Hiển thị cái gì? Hiển thị cái text, tức là cái văn bản đó. Đấy. Ở bên bên trong một cái control. Thì control nó có thể là những cái control nhỏ này hoặc là cả một cái form. Đó.